Trân trọng kính chào Mục sư Quản nhiệm, Ban Chấp sự, Trị sự Hội Thánh cùng toàn thể. Quý cụ, quý ông bà, con cái Chúa, Thượng Thánh Tin Lành, Chị Hội Tân Phú. Cảm ơn Chúa, ngày yên nghỉ phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Được nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời nơi đền thánh của Ngài. Chúa cho chúng ta thực sự được yên nghỉ thân, hồn, linh của chúng ta nơi chính Chúa, nơi lời hằng sống của Ngài. Để chúng ta được dưỡng dục phần tâm linh. Và thân thể chúng ta cũng được mạnh khỏe. Cảm ơn Chúa, chúng tôi được biết sự truyền giảng Tin Lành của Hội Thánh Chúa rất có ý nghĩa và có kết quả. Tôi xin Chúa ban phước cho sự đồng công cộng tác của các con cái của Chúa với đầy tớ của Chúa trong chương trình này, được làm sáng danh Chúa, mở mang nước của Chúa ở giữa lòng đồng bào của mình, chẳng những ở tại khu vực đây, mà những nơi mà bàn chân của những cái rao truyền Tin Lành sẽ tốt đẹp biết bao, vì có nhiều linh hồn đồng bào trở lại tiếp nhận Chúa. Chúa ban phước cho một chương trình, một sinh hoạt của Hội Thánh của Chúa được đầy ơn của Chúa và cứ được lập vững và phát triển. Buổi sáng hôm nay tôi cùng suy gẫm với quý Hội Thánh khúc Kinh Thánh này. Đề mục là việc Đức Thánh Linh làm. Việc Đức Thánh Linh làm. Khúc Kinh Thánh mà chúng ta được nghe đọc và câu gốc ở trong câu thứ 6, việc Chúa chữa lành cho người què ở tại cửa đẹp. Phi-e-rơ nói với người què ở tại cửa đẹp của đền thờ Jerusalem rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Việc Đức Thánh Linh làm. Thưa quý Hội Thánh, đó là việc mà con người không thể làm được, không thể làm được. Dù cho con người có cố gắng hết sức, nỗ lực đến đâu đi chăng nữa và bao lâu đi chăng nữa, cũng không làm ra được. Công việc của con người là công việc của loài tạo vật, không thể cao ngạo mà so sánh với công việc của Đấng sáng tạo. Kỳ quan của con người không thấm vào đâu, không thể so sánh với những kỳ quan do bàn tay của Đấng sáng tạo làm ra. Về phương diện tâm linh, việc Đức Thánh Linh làm là việc mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời thực hiện mà thôi. Con người không ai có thể làm được. Dù cho vua chúa trần gian này, những nhà hiền triết trần gian này không tìm đâu ra được một con đường cứu rỗi và nhân loại bị hư mất ở trong tội lỗi. Ở trong Cựu Ước, thiên sứ của Đức Chúa Trời phán với tiên tri Sacheri rằng có lời của Đức Chúa Trời cho Sô-ba-bên, đó là: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rậy. Bởi thần ta, tức là thần quyền năng của Đức Chúa Trời. Thần ta, tức là Đức Thánh Linh, ở trong Sách Rim 4 câu 6. Ở trong Tân Ước thì Thiên sứ trưởng Gabriel của Đức Chúa Trời nói với trinh nữ Maria như thế này: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, quyền năng của Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi như bóng của mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời, bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Không điều chi là không thể đối với Đức Chúa Trời. Trong Luca chương 1 câu 35 cho đến câu thứ 37. Cho nên chúng ta đứng ở trên nền tảng quyền phép của Đấng rất cao và thần của Đức Giê-hô-va hành động, mà chúng ta suy gẫm khúc Kinh Thánh này trong Công Vụ chương 3 từ câu 1 đến câu thứ 16 về việc Đức Thánh Linh làm. Qua hai phần, phần thứ nhất là việc Đức Thánh Linh làm,
vượt quá sự cầu xin và suy tưởng. Thứ hai, việc Đức Thánh Linh làm để tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ và đem người ta đến với Ngài. Việc Đức Thánh Linh làm vượt quá sự cầu xin và suy tưởng, vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của các sứ đồ và môn đồ, vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của người què ăn xin này. Việc Đức Thánh Linh làm vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của các sứ đồ và môn đồ. Ở trong sách Công vụ Sứ đồ chương thứ 2 ghi lại sự kiện Ngài Đức Thánh Linh giáng lâm. Quả thật là một sự việc mà vượt quá cái điều mà các môn đồ, các sứ đồ cầu nguyện cũng như suy nghĩ đến nó sẽ xảy ra như thế nào. Trong ngày mà Đức Thánh Linh giáng lâm và ngày lễ ngũ tuần đấy, các sứ đồ và môn đồ của Chúa Giêsu, Kinh Thánh cho biết họ kinh nghiệm được gió Thánh Linh, kinh nghiệm được lửa Đức Thánh Linh, họ kinh nghiệm được gió Thánh Linh làm tươi mới thân hồn linh của họ, và trước đây họ chưa từng trải nghiệm bao giờ. Thân hồn linh của họ đã được làm tươi mới một cách đặc biệt ở dưới sự dẫn dắt và soi sáng của Đức Thánh Linh đấng giáng ngự ở trong họ và ở giữa họ, cho họ kinh nghiệm được sự tươi mới của Đức Thánh Linh với sức sống mới của Chúa ở trong đời sống của họ, dẫn dắt họ trong mọi công việc tiếp theo đó. Đấng giáng ngự ở trong họ và ở giữa lòng họ. Họ cũng kinh nghiệm được lửa Đức Thánh Linh ban cho họ nói được các thứ tiếng của các dân tộc lúc bây giờ trong kỳ lễ ngũ tuần ở các nơi họ đến để thờ phượng Đức Chúa Trời của dân Do Thái. Lửa Đức Thánh Linh đã làm cho họ nóng nảy, nóng nảy cả phương diện thuộc thể lẫn nóng nảy tận tâm can của họ. Họ có một sức mạnh mà trước giờ họ chưa từng trải được. Họ có một sự dạn dĩ để giảng, để dạy, để làm chứng, và hết sức sốt sắng cho Đức Giêsu Christ cứu Chúa của họ, cho hàng ngàn ngàn người đang có mặt ở tại Jerusalem lúc bấy giờ. Quả thật, sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần qua các sứ đồ và môn đồ của Chúa thực hiện dưới sự hành động của Đức Thánh Linh đã làm ra vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của con người nói chung và các sứ đồ môn đồ của Chúa nói riêng. Bài giảng của sứ đồ Phêrô trong ngày lễ Đức Thánh Linh giáng lâm đấy có đến 3.000 người tiếp nhận Giêsu làm cứu Chúa trong đời sống của họ, và hội thánh của Đức Giêsu Christ được thành lập ở trên đất. Hội thánh của Đức Giêsu Christ phân biệt ra với Do Thái giáo lúc bây giờ, giờ còn đang ở giữa đền thờ Jerusalem đó. Tuy nhiên, chúng ta biết được Đức Thánh Linh đã thiết lập hội thánh của Chúa. Ở trong Công vụ Sứ đồ chương 3, chúng ta đọc ở đây sau cái phép lạ chữa lành tật bệnh cho người què ăn xin này, Phêrô giảng bài giảng thứ hai, và Kinh Thánh ghi có thêm 2.000 người tin nhận Chúa thêm vào trong hội thánh, tức là 5.000 người rồi. Mà lãnh đạo Do Thái giáo lúc bây giờ thì không chịu nổi cái nhóm này, nhóm mà họ đã đóng đinh Giêsu cứu Chúa, mà nhóm này đang truyền giảng đấy, đang giảng ở tại sân đền thờ Jerusalem. Cho nên họ bắt bớ hội thánh của Chúa. Công vụ Sứ đồ chương 4 câu 4 chép như thế này: dù Phêrô và Giăng bị các lãnh đạo Do Thái giáo bắt giam, nhưng những người đã nghe đạo thì tin. Số tín đồ lên đến 5.000 người. Cho nên việc Đức Thánh Linh làm thật là lớn lao, thật là lạ lùng, vượt quá sự hiểu biết và
cầu xin của họ. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đồ trong sách Tin Lành Giăng chương 14 câu thứ 12 như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng sẽ làm việc lớn hơn nữa, lại sẽ làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha, vì ta đi về cùng cha. Chúa thăng thiên về trời, Kinh Thánh ghi Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là cha. Chúa về cùng cha để Đức Thánh Linh được ban xuống cho các môn đồ của Chúa Giêsu, cũng như được ban xuống cho thế gian này để cáo trách tội lỗi của họ, để họ khi nghe rao giảng tin lành thì tiếp nhận Giêsu làm cứu Chúa. Chúa về cùng cha để Đức Thánh Linh được ban xuống, và Chúa nói Đức Thánh Linh đến để ở với các ngươi và ở trong các ngươi đời đời, trong sách Tin Lành Giăng chương 14 câu 16 và câu 17. Cơ đốc nhân là chứng nhân của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi cũng biết mạnh chị em, chúng ta chỉ là công cụ trong tay Đức Chúa Trời sử dụng mà thôi. Cho nên Thánh Phaolô nói chúng ta được nhận lãnh không để được ban cho không. Chúng ta đã nhận hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, ban cho không, được làm con cái Đức Chúa Trời, thoát khỏi sự định tội mà đến sự sống đời đời. Chúng ta phải hao truyền một cách nhân không, người tin lành đó cho linh hồn tội nhân cũng hưởng được ơn cứu rỗi. Cho nên thưa với quý hội thánh, ơn điển cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ và ơn mà chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh, đó là hai món quà vĩ đại mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại trong ơn cứu rỗi của Ngài. Ban cho một cách nhân không, ban cho một cách rộng rãi, trong phân biệt dân Do Thái hay người ngoại bang. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ephesians chương 2 câu 8 và câu 9. Chúng ta đã biết các thánh đồ khi xưa vâng theo lời Chúa Giêsu phán hứa. Họ hiệp một lòng ở riêng một chỗ. Theo nhiều một bài thánh ca, nó không biết giờ nên thánh ra. Họ dốc đổ trong sự cầu nguyện. Họ trông đợi Đức Thánh Linh như lời ban hứa cho họ. Đó là phần của họ. Và rồi Đức Thánh Linh đã đến. Đức Thánh Linh đầy dẫy ở trên các môn đồ. Đức Thánh Linh đã sử dụng các môn đồ sứ đồ của Chúa. Để rồi qua họ, Đức Thánh Linh đã làm những công việc lớn lao, lạ lùng. Đặc biệt, cứu tội nhân, thiết lập hội thánh của Đức Giêsu Christ trên đất này. Và đây là việc hết sức lớn lạ, hết sức kỳ diệu mà Đức Thánh Linh đã làm. Và Ngài còn làm, tiếp tục làm qua tôi tớ của Chúa, con cái của Chúa, qua hội thánh của Chúa. Thưa quý hội thánh, Chúa muốn hội thánh ngày hôm nay cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu tôi cùng bạn chị em, chúng ta cũng học tập noi theo gương các thánh đồ khi xưa. Ý muốn của Chúa là cho tôi con của Chúa được Đức Thánh Linh ngự trị, chiếm hưởng cách trọn vẹn, đầy dẫy trong mọi phương diện của cuộc sống của chúng ta, để cho những người xung quanh chúng ta có thể thấy được những sự lạ lùng mà Đức Thánh Linh sẽ làm qua hầu thánh của Chúa, qua tôi con của Ngài. Thế nên thưa với quý hầu thánh, có điều gì ngăn trở Đức Thánh Linh, làm buồn lòng Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta chăng? Có điều gì ngăn trở Đức Thánh Linh, làm buồn lòng Đức Thánh Linh ở trong hầu thánh của Chúa không? Làm ngăn trở tin lành quyền năng cứu rỗi Đức Chúa Trời cho những kẻ sẽ có lòng tin đến chăng? Chúa cho chúng ta cả thảy đều tỉnh thức. Đức Thánh cáo trách tội lỗi chúng ta, xin Chúa cho chúng ta sớm ăn năn để được Chúa tha thứ cho. Và Chúa sẵn sàng tiếp tục để sử dụng chúng ta cho danh vinh hiển của Chúa, cho linh hồn đồng bào của chúng ta.
Cho nên thưa với quý hội thánh, trước giờ những cái cơn phấn hưng của hội thánh, những cơn phấn hưng của hội thánh phải đều bắt đầu từ những cá nhân con cái của Chúa, cá nhân của con cái của Chúa, và từ nhóm nhỏ cầu nguyện, xét mình, ăn năn, xưng tội với Chúa và với nhau, với tâm lòng khao khát trông đợi Chúa để Ngài thánh hóa chúng ta, để Ngài ban ơn đầy dẫy ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Phần của Chúa, việc Đức Thánh Linh làm là vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của chúng ta. Vào năm 1972, chúng tôi học ở tại Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang, qua một bài làm chứng nói về cơn phấn hưng ở tại Indonesia, ở tại hòn đảo Bali, tôi gọi là hòn đảo của quỷ dữ đấy. Đức Thánh Linh làm việc cáo trách lòng của từng sinh viên một, và bắt đầu có những lời xưng tội, có những tiếng khóc, có những nước mắt đổ ra, mà rồi có một sự xưng tội với Chúa một cách cá nhân, xưng tội với nhau ở trước mặt Chúa, và xưng tội với các giáo sư nữa, với những việc làm không tốt đẹp của mình, nhưng đời sống trước đây của mình chưa thanh sạch quá khi bước vào trong viện kinh thần học, mà cảm tạ ơn Chúa, tấm lòng của sinh viên lúc bấy giờ có sự thánh hóa của Chúa, với dòng huyết chí thánh vô tội của Chúa, với lời phán hứa của Ngài, và để rồi những tâm lòng khao khát để được Chúa sử dụng cách trọn vẹn cho công việc nhà của Chúa, và ảnh hưởng của cơn phấn hưng đó còn lại cho các tôi tớ Chúa hiện còn hôm nay để hầu việc Chúa, mà trong đó có chính đời sống của tôi nữa. Cơn phấn hưng tràn lan chẳng những tại viện thần học, mà lên xuống cả suối Dầu của tỉnh Bình Thuận, lên cả Đà Lạt, và xuống tận dưới miền Tây ở vùng Mỹ Tho. Cảm tạ ơn Chúa, qua cơn phấn hưng đó mà có nhiều thanh niên dâng mình để Chúa sử dụng họ cho công việc rao giảng tin lành. Trong phương hướng đó thì ban giáo sư phải ngưng lại không dạy trong vòng 3-4 tuần lễ để cho các sinh viên ra đi để làm chứng các nơi. Cảm tạ ơn Chúa, nhiều hội thánh đã được phấn hưng, nhiều linh hồn đồng bào đã được Chúa cứu, nhiều phép lạ đã xảy ra, là hội thánh của Chúa các nơi có cơn phấn hưng đó thải đều được có nhiều linh hồn đồng bào chúng ta trở lại cùng Chúa của chúng ta. Việc Đức Thánh Linh làm vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của các môn đồ, của các sứ đồ của Chúa, của hội thánh Chúa lúc bây giờ. Thứ hai, chúng ta nói về việc Đức Thánh Linh làm vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của người què ăn xin, vượt quá sự cầu xin cũng như sự suy nghĩ đến của người què ăn xin này. Trước nhất chúng ta thấy Kinh Thánh cho biết cái tình cảnh của cái người này. Anh ta què từ lúc mới sinh, Kinh Thánh ghi như vậy. Và mỗi ngày người ta đem đặt anh ta tại một trong các cửa của đền thờ Jerusalem, đó là cửa đẹp, cửa đẹp. Không biết anh còn người bà con nào thân thích trong gia đình anh hay không, nhưng người ta đem ta đến đặt ở tại chỗ cửa đẹp đó là để ăn xin những người vào đền thờ. Ăn xin những người vào đền thờ. Ở trong Công vụ Sứ đồ chương 4 câu 22 có nói thêm chi tiết là anh này đã hơn 40 tuổi rồi. Ở trong Công vụ chương 4 câu 22, anh này đã hơn 40 tuổi rồi. Ở đây số người con cái của Chúa ở đây thì chắc cũng hơn 40 tuổi, có rất nhiều phải không? Tất cả những điều này nói lên cái hoàn cảnh của người ăn xin này rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, phải không? Trong 40 năm qua như thế, anh ở trong tình trạng mà bất năng, không thể thay đổi được, và anh cũng sẵn sàng để chấp nhận số phận này, sống nhờ cái sự thương xót, cứu giúp của những người khác. Vì vậy mà việc Đức Thánh Linh làm cho anh đó thật vượt quá cái sự kêu xin của anh, ý nghĩ của anh sắp đến như thế nào, vượt quá mọi điều đó, anh không bao giờ nghĩ đến. Trước đây thì đi ăn xin, anh mong được nhiều tiền,
Thì giờ đây dù anh có vàng, có bạc, có tích trữ ở trong 40 năm qua đi chăng nữa, thì xin thưa cũng chẳng thể nào mua được cái việc mà Chúa đang làm cho đời sống của anh. Quả thật, trước đây thì tật bệnh của anh vô phương cứu chữa, vô phương cứu chữa. Nay thì Kinh Thánh nói rằng anh được vẹn lành, vẹn lành. Tình trạng què quặt không còn nữa. Cái tình trạng mà trước đây anh rất là buồn bã, anh ngồi lê lết ở trước cửa đẹp đó, ăn xin cách hết sức là tủi cực. Bây giờ giờ anh được mạnh mẽ, đứng lên, vui vẻ, đi vào đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Vẹn lành cả phương diện thuộc thể lẫn phương diện tâm linh. Đây là việc Đức Thánh Linh làm, vượt quá sự cầu xin của anh và sự suy nghĩ đến của anh. Chúng ta lưu ý cái cách anh vào đền thờ thờ phượng Đức Chúa Trời sau khi anh được chữa lành ở tại đây. Kinh Thánh ghi anh vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Có lẽ anh ngồi quá lâu rồi, phải không? Nay bây giờ được đứng lên, anh nhảy xem coi có cứng vững không. Anh mới vừa được biết đi thôi, có thể anh đi tập tễnh như là múa anh chăng? Anh ngợi khen Đức Chúa Trời, tức là ca hát ngợi khen Chúa. Anh nói được mà, phải không? Anh ăn xin được mà, anh nói được mà. Vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Chắc có lẽ anh mừng quá, phải không? Bị kích động quá về việc mà Chúa đã làm cho đời sống của anh, vượt quá cái sức tưởng tượng của anh. 40 năm qua rồi anh chưa từng nghĩ đến. Tôi thiết nghĩ cái cách mà anh thờ phượng Chúa như vậy chỉ là trong thời gian đầu mà thôi, thời gian đầu mà thôi. Nhưng mà rồi sau lại thì đâu phải trật tự, thứ lớp, kính kiền mà trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi xưa thì dân sự không vào nơi thánh được, nơi chí thánh được đâu. Dân ngoại một sân, dân sự của Chúa một sân. Chúng ta cảm ơn Chúa và Chúa cứu chúng ta được vào trong đền thánh của Chúa. Tôi nghĩ rằng cái sự thờ phượng Chúa cũng như chỗ có những luật lệ của sự thờ phượng nơi thánh, cũng như nơi chí thánh trong đền tạm khi xưa. Tuy nhiên, cái thái độ, cái tinh thần thờ phượng Chúa của chúng ta ngày hôm nay phải như là cái người mà được Chúa cứu giúp và ban ơn cứu rỗi ở đây. Phải có đủ những yếu tố này trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Ngay cả trong thời giờ này chúng ta thờ phượng Chúa. Phải có sự vui mừng. Ta phải có sự cảm tạ Chúa. Phải có sự ngợi khen Chúa. Nó phải phát xuất từ cái tâm lòng của chúng ta. Thì người được ơn Chúa cứu giúp và ban ơn cứu rỗi phát xuất từ tâm lòng của chúng ta ra những yếu tố đó, chứ không phải chúng ta ra mặt Chúa mà chúng ta buồn bã, chúng ta tủi cực đó, không phải vậy. Chúng ta phải phát xuất từ tâm lòng ra những yếu tố đó, vui mừng cảm tạ Chúa và ngợi khen Chúa của chúng ta, chứ không phải là do ảnh hưởng, không phải là do phong trào, không phải do sự kích động bởi những yếu tố bên ngoài, do con người. Còn xin thưa, nếu từ Chúa mà nó phát ra thì mọi sự đều tốt. Xin thưa như vậy, mọi sự sẽ ích lợi và mọi sự sẽ đẹp lòng mọi người. Lưu ý, tôi phân tích hết sức là rõ ràng, tại đây đừng ai hiểu lầm. Xin thưa với quý hội thánh, tình trạng của người què này và sự chữa lành mà anh ta có được, xin hỏi ai có thể làm được những điều này? Ai có thể biến cải, đổi mới cái đời sống người này một cách lạ lùng như vậy? Ai có thể sanh lại người này, thay đổi cả phần xác thể lẫn phần tâm linh của người này? Câu trả lời đó là nhờ Đức
Thánh Linh, quyền phép của Đức Chúa Trời. Anh này đã được dựng nên mới. Cuộc đời của anh đã thay đổi, đã xoay hướng 180 độ. Đó là qua các sứ đồ, qua các con cái của Chúa đã làm chứng. Và đặc biệt ở tại đây là qua sự nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Nazareth, để mà tôi tới của Chúa thực thi. Ấy là nhờ Đức Thánh Linh, quyền phép của Đức Chúa Trời đã dựng nên mới cuộc đời của người này, mà các vị sứ đồ chỉ đã nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth để thực thi là phép lạ xảy ra. Nên thưa quý hội thánh, bẩm sinh tôi cùng bạn chị em, chúng ta ra đời là một tội nhân, là một tội nhân. Vua David đã nói rất rõ điều này, cái gen tội của chúng ta nó di truyền cho chúng ta, đó là qua máu qua thịt, cái gen tội đó. Cho nên David nói như thế nào? Mẹ tôi đã hoài thai tôi ở trong tội lỗi, trong máu, trong thịt, cái gen tội đó đưa vào những bạn. Cho nên là tội nhân, tôi cũng bạn chị em, chúng ta kinh nghiệm được cái sự què quặt thuộc linh, tâm linh của chúng ta, có phải vậy không? Chúng ta kinh nghiệm được sự yếu đuối, bất năng về phần xác thịt của chúng ta. Chúng ta biết được sự bại liệt của chúng ta, không đủ sức để làm những điều công bình mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chúng ta biết được chúng ta không tự mình mà làm nổi những gì theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên không có sự hy vọng về tương lai đời đời bao giờ. Ai có thể ban ơn cứu rỗi cho loài người hư mất của chúng ta? Tôi phải làm chi cho được sự cứu rỗi? Bài giảng của sứ đồ Phêrô trong ngày lễ ngũ tuần, lời của Chúa được rao giảng ra, tin tức tốt lành Đức Giêsu Christ được nhắc nhở và kêu gọi, Đức Thánh Linh cáo trách lòng người nghe, người nghe khao khát vì họ vẫn biết họ là một tội nhân. Họ khao khát tội của họ được tha. Họ muốn linh hồn của họ được Chúa cứu. Cho nên họ mới thốt lên điều đó. Tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Chúng ta có nghe tiếng này ở xung quanh chúng ta không? Những con người đang đi vào ở trong sự mất dân. Thánh Phêrô nói thế nào? Cảm Đức Thánh Linh mà nói cái lẽ thật cho chúng ta. Hãy hối cải, hãy ăn năn, các người phải hối cải, phải ăn năn. Ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà chịu báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh, trong Quyển Đồ đoạn 2 câu 38. Không phải chịu báp têm để được tha thứ tội lỗi, nhưng mà ai nấy phải nhân danh Chúa Giêsu để tội mình được tha, bởi công lao chết chuộc tội của Chúa thập tự giá chính đời sống của mình. Chịu báp têm nghĩa đồng chết, đồng chôn mà sống lại trong đời sống mới mà Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta hiện diện, ban cho chúng ta với sự sống mới của Chúa. Cho nên thưa với quý vị, phải tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa đời sống của mình. Đấy, mình nhận hưởng được sự tha thứ tội lỗi. Và rồi, qua lễ báp têm chúng ta sẽ có một đời sống mới để chúng ta bước đi cho Chúa, hy sinh cho Chúa, phục vụ Chúa. Nên thưa với quý hội thánh, Đức Thánh Linh vẫn đang hành động. Anh ông đầy quyền năng trong đời sống của tôi tới của Chúa, con cái của Chúa ngày hôm nay. Cũng như hành động mạnh mẽ trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Đức Thánh Linh vẫn đang hành động đầy quyền phép. Để những ở trong chúng ta, hội thánh của Chúa mà, ở giữa trần gian này nữa, để cáo trách con người về tội lỗi của họ. Chứ không ai nói mình là vô tội, phải không? Đức Thánh Linh đang cáo trách họ đấy. Về sự công bình và về sự phán xét. Ở trong tội lỗi thì không có sự công bình nào hết, phải không? Giống người cũng không. Kinh Thánh chép như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Và về sự phán xét, không phải làm tội bỏ đó, không có kết quả hậu quả đâu. Sẽ có sự phán xét, và sự phán xét cuối cùng của Chúa, của chúng ta mới là đáng kể. Thì có quyền bỏ người ta vào địa ngục, thế là đưa người ta vào trong nước thiên đàng. Ở trong văn đoạn 16 câu 8 đến câu 10.
Để Đức Thánh Linh làm việc như vậy, để họ bị cáo trách. Rồi khi chúng ta rao giảng tin lành, sự cứu rỗi của Chúa, họ có đức tin và họ nhận hưởng. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Sự người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúa nói như thế. Cho nên cửa cứu rỗi vẫn đang rộng mở cho tất cả mọi người. Kinh Thánh chép kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là thì cứu rỗi. Đấy, hễ ai nghe tiếng của Ngài thì chớ cứng lòng, thì ăn năn tin nhận Đức Chúa Giêsu. Từ 3.000 người, 5.000 người, 7.000 người và nhiều lắm, mà mỗi ngày cứ càng thêm lên. Thành quả thật việc của Đức Thánh Linh làm, đang làm và vẫn còn làm, vượt quá sự cầu xin và suy tưởng đối với tôi tới của Chúa, con cái của Chúa, cũng như đối với mọi người ở trong hoàn cảnh giống như người què ăn xin này. Thế nên thưa với quý hội thánh, là tôi con của Chúa, chúng ta hãy tin cậy và nắm chặt lấy lời phán hứa của Chúa để chúng ta thực hiện đại mạng lệnh mà Chúa đã quý thác cho chúng ta. Không bỏ chúng ta một mình làm ở trong khả năng của con người, nhưng mà chúng ta chiến đấu với quyền lực của sự tối tăm. Đấy, vua chúa của thế gian mờ tối này, Đức Thánh Linh được ban xuống để cùng làm việc với các sứ đồ, hội thánh của Chúa. Bây giờ phần thứ hai chúng ta sẽ nói về việc Đức Thánh Linh làm là để tôn vinh Đức Chúa Giêsu Christ, đem người ta đến với Ngài. Để tôn vinh Đức Chúa Giêsu Christ và đem người ta đến với Ngài. Thưa với quý hội thánh, sứ đồ Phi-rơ và Giăng gặp người què ăn xin này ở trước cửa đẹp. Thiết nghĩ không phải là lần đầu đâu, vì hai ông cũng như các môn đồ thường lên đền thờ để cầu nguyện. Nhưng mà lần này Đức Thánh Linh cảm thúc hai ông phải dừng lại ở trước người què ăn xin này. Và hai ông cũng biết Đức Thánh Linh muốn hai ông sẽ phải làm gì. Những người đầy dạy Đức Thánh Linh được Đức Thánh Linh dẫn dắt soi sáng và biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Để tuân theo, để làm theo. Để rồi danh Giêsu Christ được tôn vinh. Để người đó được đến với Chúa. Và qua người đó nhiều người cũng được đến với Chúa. Thì quý hội thánh chúng ta theo dõi cái diễn tiến của Đức Thánh Linh làm để Chúa Giêsu được tôn vinh và đem người ta đến với Chúa. Diễn tiến Đức Thánh Linh làm cho người què này. Cái thứ nhất là hai vị sứ đồ ngó chăm người què này và nó hay nhìn xem chúng ta. Và thứ hai, người què này cũng làm sao nhìn chăm hai người và tưởng được chút chi. Nhưng Phi-rơ nói thế nào? Ta chẳng có vàng bạc chi hết, xong điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Rồi Phi-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, phép lạ xảy ra. Kinh Thánh ghi tức thì bàn chân và mắt cá của người cứng lưỡng, là người liền nhảy lên, đứng lên, bước đi cùng hai vị sứ đồ vào đền thờ. Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai vị sứ đồ vào đền thờ. Kinh Thánh chép lúc bây giờ cả dân chúng đều thấy người què này bước đi. Đấy, thấy người què này ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ nhận ra đó là người đã ngồi tại cửa đẹp xin bố thí. Cho nên họ đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc này đã xảy đến cho người què. Bỡ ngỡ và sững sờ, tức là lấy làm lạ lùng, kinh ngạc quá chừng. Có phải vậy không? Đều biết rõ người này là ai, đã từng làm gì, bây giờ người này đang làm gì. Kéo nhau đến hiền cửa Salomon, nhóm lại với hội thánh của Chúa lúc bây giờ. Thưa quý hội thánh, việc Đức Thánh Linh làm là để Chúa Giêsu Christ chúng ta được tôn vinh, là đem người ta đến với Chúa. Việc của Đức Thánh Linh làm là qua tôi tớ của Chúa, con cái của Chúa, hội thánh của Chúa, chứ không phải bởi chính chúng ta. Chúng ta lưu ý lẽ thật này. Vì vậy mà xin thưa, nếu không bởi Đức Thánh Linh phán bảo mà ai đó giả mạo cái thần cảm để làm theo ý của mình vụ lợi hoặc để nổi danh thì xin thưa rất nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng.
thì có Đức Chúa Trời không nhường sự vinh hiển cho một ai cả. Chúa không nhường sự vinh hiển của Ngài cho một ai cả. Đó là điều mà Phêrô nói rõ cái lẽ thật này. Thấy không? Ông nói thế nào? Sao các ngươi ngó sững chúng ta? Tức là nhìn cách quá ngạc nhiên. Thấy không? Dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy. Phải không? Có một sự hiểu sai của người ta. Mà nếu chúng ta đi sai nữa thì dẫn người ta làm lạc, hư mất. Phêrô nói thế nào? Nhưng ấy là bởi đức tin ở trong danh Đức Giêsu Christ nên danh Ngài làm cho vững người này, tức là vững người què này, cho người này được đứng vững, được bước đi, được vào đền thờ thờ phượng Đức Chúa Trời. Phải không? Là người mà các ngươi thấy và biết. Trong câu 12 và câu 16, người Đức Chúa dùng, được Đức Thánh Linh ban ơn, xin thưa là dẫn đưa người ta đến với Chúa Giêsu, để linh hồn họ được Chúa cứu và để Chúa được tôn vinh. Xin thưa như vậy. Cho nên người được Đức Chúa Trời dùng có kết quả như vậy, không được khinh thường, không được dối giả trước Thiên Chúa ba ngôi như thế. Xin thưa, đã có nhiều người nhân danh Chúa mà công bố cái điều này, nói điều kia, ra mạng lệnh mà Chúa không sai, Chúa không bảo. Đã có nhiều người nhân danh Chúa một cách dối giả để vì tư lợi. Nên chúng ta cẩn thận, chúng ta hãy nhìn xem kết quả của những đời sống đó, cũng như những người nghe theo mà đi theo họ. Chúng ta thấy thế nào? Thải đều lầm lạc ở trong sự hư mất, làm công cụ của ma quỷ lợi dụng, làm hư mất nhiều linh hồn và làm vấp phạm nhiều tín hữu. Và dĩ nhiên Chúa không được tôn vinh, Chúa không được tôn vinh. Và người ta theo Chúa không vì cái lẽ thật của sự cứu rỗi. Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi thì sẽ gặp giống ấy. Nên thưa với quý hội thánh, hầu hết tôi và anh chị em chúng ta được Chúa cứu giúp chúng ta. Và rồi Chúa dẫn chúng ta đến ơn cứu rỗi của Chúa, và chúng ta đem lòng tin trọn vẹn nhận lấy. Người què này được ơn Chúa cứu giúp, được sự cứu rỗi cho linh hồn của ông, vào đền thờ thờ phượng Đức Chúa Trời, vào hội thánh mới thành lập của Chúa để thờ phượng Chúa. Chúng ta cũng là những người mà đặt đức tin nơi Chúa, và chúng ta được sự cứu giúp của Chúa, và rồi đưa chúng ta đến sự cứu rỗi ở trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn hỏi, chúng ta có hằng thờ phượng Đức Chúa Trời và tôn vinh Chúa cứu thế của chúng ta không? Hay là chúng ta thường bỏ qua sự nhóm lại, bỏ qua sự thông công với anh chị em của mình trong đức tin? Ở nhà cứ thờ phượng hết chỗ này chỗ kia qua truyền hình. Đời sống chúng ta là người được Chúa cứu, chúng ta có hấp dẫn người khác đến với Chúa không? Có đem nhiều người đến ơn cứu rỗi của Chúa không? Chúa nhắc nhở chúng ta, tỉnh thức chúng ta về điều này. Đời sống người què sau khi được chữa lành đó, anh ta có một đời sống vui mừng như đã nói, cảm tạ và ngợi khen Chúa. Anh ta có một đời sống thờ phượng, tinh kính, hầu việc Chúa, làm chứng về Chúa, hướng dẫn người ta đến với Chúa để tin nhận Ngài. Có thể nói anh ta là một chứng nhân rất tích cực, rất hữu hiệu cho tin lành của Đức Giêsu Christ như đã nói. Nhắc lại bài giảng thứ nhất của sứ đồ Phêrô, 3.000 người tin nhận Chúa. Bài giảng thứ hai sau khi người què được chữa lành ở bên cạnh các sứ đồ đó, nói lên bài giảng thứ hai này thêm 2.000 người nữa tin nhận Chúa, có phải vậy không? Và có thể nói rằng tin lành bùng nổ ở tại hiện cửa Salomon.
Tin lành bùng nổ tại hiện cửa Salomon. Cho nên bây giờ thì các nhà lãnh đạo bắt bớ hội thánh của Chúa, bắt đầu hội thánh của Chúa đã tách ra khỏi Do Thái giáo và Tin lành được rao giảng cho dân ngoại, cho chúng ta ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Chúa, không phân biệt người Do Thái, người Greek, người giáo mang là người tri thức. Cảm ơn Chúa, hội thánh đầu tiên đã kinh nghiệm được sự đồng công của Đức Thánh Linh trong công cuộc truyền giảng Tin lành và thực thi một cách có hiệu quả mang lệnh mà Chúa ủy thác cho trong Matthew 28 câu 18 đến câu 20. Tôi muốn đọc câu kinh thánh để khích lệ hội thánh trong sách Tin lành Mác chương 16 câu thứ 20. Kinh thánh chép như thế này: Mác đoạn 16 câu thứ 20. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, đó là phần các môn đồ. Phần của Chúa thế nào? Phần B của câu 20 của sách thần Mác chương 16 nói rằng Chúa cùng làm việc với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo. Vấn đề quan yếu là đạo phải cho vững, lẽ thật phải cho đúng, còn phép lạ cặp theo để làm cho sáng tỏ cái điều đó. Xin nhớ như vậy, chứ chúng ta không có chạy theo phép lạ, chạy theo những ông thầy chữa bệnh. Đấy. Chúa cùng làm việc với các môn đồ, lấy các phép lạ cặp theo lời giảng để làm cho vững đạo. Lẽ thật của sự cứu rỗi, lẽ thật của sự cứu giúp của Chúa vẫn y nguyên. Đấy. Nhưng coi chừng người ta dẫn chúng ta đi sai. Nhìn thấy chỉ phép lạ, nhìn thấy những công việc của những con người, xin thưa như vậy mà chúng ta mất phước đi. Nên xin thưa với quý hội thánh, ngày hôm nay Đức Thánh Linh vẫn còn làm công việc lạ lùng lớn lạ của Chúa qua hội thánh của Chúa, qua tôi con của Chúa, người hết lòng yêu mến Chúa, tin cậy Ngài và phó thác đời sống mình cho Chúa, để chúng ta để Chúa toàn quyền sử dụng cuộc đời của chúng ta. Bài hát 229 của Vĩnh Thánh Ca chúng ta có đề tựa là Tôi nguyện dân tất sanh. Tôi nguyện dân tất sinh. Cả mạng sống của chúng ta phải không? Dân cho Chúa. Vì Chúa đã cứu cả mạng sống của chúng ta. Chỉ bởi tình yêu của Chúa yêu chúng ta, bởi chúng ta cảm động trước tình yêu của Chúa và chúng ta đáp lại với tâm lòng của chúng ta, với tâm lòng của Chúa mới có thể gặp nhau được. Rồi quyền phép sự sống của Chúa mới ở trong chúng ta. Tôi nguyện dân tất sanh. Chúa hãy nhậm lời. Giêsu thân ái ơi, quyết dân trọn đời. Muốn gửi bài hát này đến cho các thanh niên nam nữ nha, dân mình cho Chúa, phục sự Chúa trong tuổi còn trẻ tuổi của mình. Có một quyển sách gọi là Dân trọn cuộc đời. Có ai xem cuốn sách đó rồi? Qua quyển sách đó tôi đã đọc và tôi cũng đã dâng đời sống tôi cho Chúa. Tôi nguyện dân tất sanh, Chúa hãy nhậm lời. Giêsu thân ái ơi, quyết dân trọn đời. Amen.